Tôi muốn thắng, trước hết tôi phải có niềm tin ở chính tôi. Tôi có một cái khác người là khi đã đi họp thì luôn ngồi hàng đầu và ngồi tới cùng là như vậy. Đó không chỉ là lời nói mà những việc làm của doanh nhân Lê Đắc Sơn đã minh chứng điều đó. Lê Đắc Sơn thường gọi sự đổi hướng của mình sang kinh doanh và trở thành tổng giám đốc ngân hàng ngoài quốc doanh VB Bank là một bước ngoặt định mệnh của cuộc đời. Vì ít ai biết rằng trước khi dấn thân vào con đường kinh doanh đầy chông gai và trắc trở, ông Lê Đắc Sơn lại là một nhà nghiên cứu khoa học, giảng viên của một trong những trường đại học danh tiếng ở Việt Nam. Ông Lê Đắc Sơn sinh năm 1957 tại Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh. Truyền thống hiếu học của quê hương Kinh Bắc đã nuôi dưỡng và chảy trong huyết quản. Ước mơ cháy bỏng của cậu học trò chuyên toán của tỉnh Hà Bắc xưa là trở thành một giảng viên đại học của ngôi trường danh giá mà bao người hằng mơ ước, Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1979, tốt nghiệp loại ưu, ông được giữ lại làm giảng viên ngành kinh tế cơ khí, khoa cơ khí trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau 10 năm giảng dạy tại trường, năm 1988, ông là một trong số ít giảng viên được nhà nước cử đi học nghiên cứu sinh tại nước bạn Ba Lan. Những ngày tại trời Tây xa xôi, sống trong môi trường hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết đã thôi thúc ông không ngừng học tập, nghiên cứu. Ông Lê Đắc Sơn còn nhớ như in những ngày đầu chân ướt chân ráo, đặt chân lên mảnh đất cách xa quê hương đến nửa vòng trái đất ấy. Khó khăn trăm bề, tiền trợ cấp của nhà nước gửi sang cho nghiên cứu sinh chỉ đủ trang trải sinh hoạt tối thiểu. Chính trong hoàn cảnh ấy đã dạy cho ông tính tự lập, kiên trì và đặc biệt là một tinh thần thép, điều mà sau này ông đã áp dụng khi quản lý VB Bank. Cũng giống như đại đa số nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại nước bạn thời bấy giờ, để có thêm tiền trang trải cuộc sống và gửi về cho gia đình nơi quê nhà. Ngoài giờ học và nghiên cứu, ông tranh thủ buôn bán kinh doanh. Lúc đầu, chỉ là vài thứ đồ lặt vặt như quần áo, vải vóc, cho đến những đồ dùng đáng giá như cái tivi, đầu video. Với bản tính ham học hỏi lại nhanh nhẹn, chẳng bao lâu ông đã có một số vốn kha khá. Lê Đắc Sơn nghĩ ngay đến việc đầu tư về nước. Năm 1994, ông quyết định mua cổ phần của ngân hàng ngoài quốc doanh VB Bank. Hai năm tiếp theo 1995-1996 là hai năm VB Bank thành công rực rỡ trên thị trường tài chính Việt Nam. Thương hiệu VB Bank đã bắt đầu lan tỏa vào các tầng lớp khách hàng. Năm 1993, hoạt động tài chính ngân hàng Việt Nam thời kỳ đó chủ yếu thuộc về các ngân hàng quốc doanh, nhà nước và có sự xuất hiện của một vài ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó có VB Bank, đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo xã hội, tạo nên bước đột biến trong phát triển của hoạt động tài chính, đồng thời làm thay đổi bộ mặt của hệ thống ngân hàng nước ta. Liên tiếp những năm sau đó, VB Bank luôn được nhắc đến như một hiện tượng của hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần làm ăn có hiệu quả và đạt được sự tăng trưởng cao qua từng năm. Song ít ai ngờ, thời kỳ hoàng kim của VB Bank lại kéo dài chẳng bao lâu. Chỉ sau một năm hoạt động, ngân hàng rơi vào tình trạng khủng hoảng, mâu thuẫn trong nội bộ hội đồng quản trị cùng cách quản lý lỏng lẻo đã dẫn tới nợ quá hạn lên đến trên 80%, hoàn toàn không còn khả năng chi trả cổ tức cho các cổ đông. Nguy cơ phá sản của VB Bank thời điểm đó đã quá rõ ràng. Điều này đồng nghĩa tất cả vốn liếng sau bao năm bôn ba ngược xuôi nơi xứ người mà ông đổ vào VB Bank cũng cuốn gói ra đi. Sau bao đêm chăn trở, suy nghĩ về tình trạng của VB Bank, ông Lê Đắc Sơn đã quyết định mình cần phải làm một cái gì đó để vực dậy ngân hàng, đưa nó thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Làm được điều này cũng có nghĩa là cứu hàng trăm nhân viên đang làm việc tại đây, đồng nghĩa với việc cứu chính mình. Tháng 7 năm 2001, Lê Đắc Sơn quyết định cùng gia đình trở về Việt Nam, bỏ lại công việc kinh doanh tại Ba Lan đang thuận buồm xuôi gió. Sau khi về nước, được các cổ đông tín nhiệm, ông được bầu vào hội đồng quản trị và trở thành vị tổng giám đốc bất đắc dĩ. Thời điểm Lê Đắc Sơn tiếp quản VB Bank cũng là lúc ngân hàng đang rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, tưởng chừng không có gì có thể cứu vãn nổi. Công an, thanh tra nhà nước và các cơ quan chức năng đồng loạt vào cuộc điều tra và kiểm soát toàn bộ hoạt động của ngân hàng. Nằm trong diện nghi án và thẩm vấn hầu hết đều là thành viên của hội đồng quản trị và ban giám đốc. Không thể để VB Bank rơi vào tình trạng mất phương hướng với suy nghĩ còn nước còn tát, ông quyết định cùng các thành viên còn lại chèo lái để vực dậy con thuyền VB Bank bằng chính nội lực của mình. 4 tháng thanh tra hoạt động của VB Bank cũng là những tháng ngày ông thường xuyên phải thức trắng đêm và chịu áp lực từ mọi phía, áp lực tìm mọi cách đưa VB Bank thoát hiểm, áp lực vì hàng trăm con người đang trông cậy. Thế nhưng với sự quyết tâm và lấy sự tự tin làm cái gốc của mọi thành công, chỉ sau một thời gian ngắn, ông Lê Đắc Sơn đã đưa VB Bank hồi sinh một cách đầy ngoạn mục. Sau 8 năm lăn lộn, giờ đây, ông đã quyết định cắt đứt mối lương duyên với VB Bank để quay lại với ước mơ ban đầu của mình là kinh doanh về lĩnh vực giáo dục. Trường Đại học Đại Nam là tâm huyết của ông Sơn về nghề dạy học. Mục tiêu của ông là xây dựng trường Đại học Đại Nam trở thành một thương hiệu lớn cho giáo dục Việt Nam.
Có lẽ những điều ghi được về vị nhạc trưởng Lê Đắc Sơn dù có kể thế nào đi chăng nữa cũng chưa đầy đủ như những điều ông đã làm được và những điều ông đang nghĩ tới. Thế nhưng ở một thời đại lịch sử với nhiều biến động trong một thời hội nhập đang tới thì doanh nhân Lê Đắc Sơn là một biểu hiện rõ nét chứng minh bản lĩnh, phong cách, trí tuệ của doanh nhân Việt Nam thời hội nhập hóa và toàn cầu hóa.